Hải Sơn xin chào tất cả các bác. Hôm nay sẽ là giới thiệu phối ghép và trải nghiệm. Chúng ta sẽ có ở đây một đôi loa ATC có tên mã là SCM12 Pro. Và chúng ta sẽ sử dụng chiếc âm ly đầu bảng của dòng âm ly tích hợp đến từ Prima Luna, đó chính là model Evo 400. Xem là có kéo nổi đôi loa rất là khó kéo đến từ ATC là SCM12 Pro không. Và Hải Sơn cũng sẽ giới thiệu luôn về đôi loa này. Thứ nhất là giá của sản phẩm này là 59.900.000. Tức là với 60 triệu chúng ta có đây là một đôi loa Buxell Passive. Tại sao nó có cái tên đuôi mã là Pro? Tại vì đây là một cái dòng sản phẩm được ứng dụng trong lĩnh vực chuyên nghiệp, cụ thể là để trong phòng thâu âm này, sản xuất này và các cái phim studio. Họ cần một đôi loa để làm tham chiếu hoặc là để nghe những cái bản nhạc và từ đó để mix hòa trộn được những cái gọi là sáng tạo trong nghệ thuật. Với một cái thiết bị để áp dụng trong lĩnh vực đó thì tiêu chí hướng đến là âm thanh phải có độ chính xác cao và cái giải tần nó đáp ứng thì gần với cái sự bằng phẳng. Và ATC thì từ xưa đến nay thì họ nổi tiếng nhất, mà Hải Sơn thấy hay nhất của họ chính là cái trung âm. Trung âm của ATC thực sự là khó có thể chê được. Và ATC thực sự là những cái sản phẩm cực kỳ là xuất sắc trong tầm giá. Chỉ có mỗi một điều mà Hải Sơn luôn phải nhấn mạnh và phải nhắc lại, đó là loa ATC thì không hề dễ kéo một tí nào. Cái giá phải trả cho cái sự cực kỳ là hay trong tầm giá đó là nó rất là ăn âm ly. Chính vì vậy mà trên trang chủ của hãng họ luôn ghi là recommend âm ly ý, cái công suất ý, cho âm ly bán dẫn ý, phải từ 70, khoảng 70 cho đến 300W đối với âm ly bán dẫn. Rõ ràng là ATC yêu thích công suất. Chúng ta không thể sử dụng những cái âm ly có công suất quá nhỏ hoặc những cái âm ly mà có mức giá thành thấp để mà kéo ATC được, như thế thì cũng rất là phí loa. Và ATC có một cái đặc điểm mà họ làm rất là hay áp dụng, và Sơn nghĩ là cũng vì cái đặc điểm đó mà ATC khó kéo hơn rất là nhiều, đó là họ sử dụng là loa thùng kín. Với một đôi loa Buxell mà lại thùng kín như thế này thì đương nhiên là muốn để kéo được cái loa này nó ra được tiếng trầm, hoặc là kéo được cái loa trung âm này mà ra được cái tiếng hát nó có lực ý, rõ ràng chúng ta phải cung cấp cho nó một cái mức năng lượng là từ đủ cho đến hơi dư một tí. Thì chúng ta sẽ có đây là một cái củ loa trung âm. Những cái củ loa này ATC làm rất là chất lượng. Và họ, Sơn tìm hiểu thì họ có một cái công nghệ là Constraint Layer Damping. Đấy, viết tắt là CLD. Thì cái công nghệ này tóm lại là nó sẽ giúp cho khi cái loa này bật lớn thì cái trung âm nó không bị méo tiếng. Tức là khi mà chúng ta bật lớn ấy và những cái nhạc nó có cái tiết tấu trầm ấy, thì rõ ràng là cái màng loa này nó sẽ chuyển động nhiều hơn so với bình thường. Và khi chuyển động nhiều như thế thì có thể dẫn tới cái phần trung âm ấy nó có một cái sự gọi là bị căng tiếng quá, hoặc là tiếng nó không còn giữ được cái độ thư thái tự nhiên nữa. Thì đấy chính là cái công nghệ đó của hãng để làm sao tái tạo được cái giải trung âm nó trung thực nhất, nó tự nhiên, nó mềm mại và nó nhạc tính nhất, dù chúng ta bật ở âm lượng rất nhỏ hay bật ở âm lượng lớn. Và đây họ sử dụng một cái tweeter thì vẫn là soft dom thôi. Tuy là một cái tweeter dom lụa bình thường, nhưng mà cái chất lượng ở củ loa này nó khiến cho chúng ta có thể nghe được cái giải cao vô cùng tinh tế. Nói chung là cái chất âm ATC ấy, thì một là một trong những cái hãng loa đem lại trung âm hay nhất nói chung cũng như là loa Anh Quốc nói riêng. Với cả thêm nữa, cái đôi loa này nó còn một cái ưu điểm ghê gớm nữa, ngoài cái ưu điểm về cái âm thanh, cái chất âm rất là quý của nó, đó chính là Made in England. Ở tầm giá 60 triệu thì cũng rất là đáng giá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm với một cái chiếc âm ly đèn. Thì đây là một cái giới thiệu phối ghép và trải nghiệm thôi. Chúng ta sẽ thử nghiệm xem là âm ly đèn liệu có đủ sức để kéo những cái thương hiệu như ATC với những cái dòng loa khó kéo của ATC không. Thì chúng ta sẽ sử dụng âm ly đèn, cụ thể là sử dụng mạch âm ly đèn push pull. Thì chúng ta cũng phải sử dụng một cái âm ly đèn gọi là khỏe, không thể sử dụng một cái mẫu âm ly đèn gọi là thấp hay yếu quá được. Và chúng ta sẽ có đây mẫu Evo 400, con này thì là mạnh nhất của Prima Luna đối với cái dòng âm ly tích hợp rồi. Cụ thể về công suất của nó sử dụng mạch push pull đem lại công suất là 70W x 2 ở trở kháng 8 ohm. Cái hay của cái dòng âm ly này là họ có hai chế độ để mà kéo. Hai chế độ đánh đó là chế độ ultralinear, nó sẽ đem đến là 70W, và một chế độ nữa là triode ba cực thì nó sẽ đem đến một cái công suất thấp hơn là 38W. Thế thì cái sự khác biệt của hai cái chế độ đó chính là âm thanh. Khi chỉnh sang chế độ triode thì cái đèn này nó sẽ sang màu xanh này. Chúng ta sẽ dùng điều khiển để chúng ta thực hiện cái việc này.
ở mức công suất 38W thì công suất thấp hơn, nhưng mà âm thanh ấy thì nó rất là từ tốn, nó rất là mềm mại, nó cực kỳ uyển chuyển, tinh tế. Còn nếu chúng ta để sang Ultralinear, chúng ta sẽ vẫn có được một cái độ đầy đặn, tinh tế quyến rũ kiểu đặc trưng âm ly đèn, nhưng mà nó sẽ cho được một cái độ động cao hơn, một cái lực âm đánh tốt hơn. Tiếng trầm thì có vẻ là đầy đặn hơn và cái âm thanh nó dày hơn. Khi Hải Sơn trải nghiệm ở trên cái đôi loa ATC SM12 Pro này thì có nghe qua cả hai chế độ, thì thấy rằng là cá nhân Hải Sơn thích để chế độ Ultralinear, nó ở mức công suất cao hơn. Tại vì là cái loa ATC này là cái loa nó yêu cầu cái mức công suất là đều ở mức độ là âm ly phải khá trở lên, nó yêu công suất. Cho nên khi để chế độ Triode thì nghe thì có vẻ mềm mại thật, nhưng mà cảm thấy có cái gì nó hơi mỏng mỏng tiếng một tí. Và cảm thấy cái lực âm của giọng hát ấy, cảm thấy có một cái chút gì đó mình cảm thấy nó hơi là thiếu. Nhưng mà để sang cái chế độ gọi là Ultralinear, nó đánh full công suất 70W thì thấy đủ luôn. Tiếng nghe dày hơn, đầy đặn hơn, và nhất là những cái tiếng búng guitar trở nên là căng hơn. Thế là Hải Sơn thấy nó hợp tai hơn. Ngoài ra, để nâng cao được công suất cho cái chiếc âm ly này thì chúng ta, một cái việc nó cũng dễ dàng và thú vị, đó chính là thay đổi hệ thống bóng đèn. Ở đây thì mặc định họ trang bị cho chúng ta là hệ thống 8 quả bóng công suất để đánh stereo ra hai vế, với sử dụng là bóng L34. Thì bóng L34 thì bao giờ cũng cho cái trung âm là hướng tới trung âm nhiều hơn. Ngoài ra, chiếc âm ly đèn này có thể thay đổi được tổng cộng khoảng, Sơn nhớ không nhầm là khoảng 12 loại bóng khác nhau. Trong đó nếu muốn nâng cao công suất thì chúng ta sẽ thay sang cái bóng là KT88, KT120, hoặc là cái chiếc âm ly đèn này nó hỗ trợ lên tới bóng KT150. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái công suất nó mạnh gần như gấp đôi nữa, thì cũng rất là thú vị. Thì lúc bây giờ thì chúng ta chưa trải nghiệm cái việc thay bóng để đánh với ATC, mà chúng ta sẽ trải nghiệm chế độ Ultralinear thôi. Ngoài ra thì cái chiếc âm ly đèn này nó còn hai cái đặc điểm nữa để nhắc đến, đó là họ sử dụng cái công nghệ là Adaptive Auto Bias, tức là tóm lại là chúng ta không cần phải điều chỉnh cái bias một cách thủ công, chỉ việc cắm vào và chạy thôi, không phải nghĩ gì nữa. Bóng gì lắp vào thì họ sẽ tự có cái công nghệ điều chỉnh để tương thích tốt nhất. Ngoài ra thì ở đây là họ sử dụng những cái biến áp xuất âm và cái biến áp nguồn thì chất lượng cao để khai thác được tối đa hiệu quả của những cái bóng đèn này. Để chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm thanh rất là tinh tế với những bài hát nặng về vocal được thể hiện bởi hệ thống này.
trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô, cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh, cành thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân háo gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong, nghe xót xa hàn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tim buồn từ ngày mẹ cho, mang nặng kiếp người. Mặc dù được thiết kế là một đôi loa phù hợp cho các lĩnh vực như phòng thu hay là sản xuất âm nhạc, thì nó sẽ có được một cái độ chính xác rất cao. Nhưng khi chúng ta ghép cùng với âm ly Primadonna Evo 400, một chiếc âm ly đèn chất lượng cao đến từ một cái thương hiệu của Hà Lan này, thì những gì mà Hải Sơn vừa nghe được lúc nãy lại là một cái thứ âm thanh nó được tinh tế hóa, nó được mềm mại hóa hơn và cảm thấy nghe nhạc rất là mướt tai. Cái âm thanh, âm trung âm nó rất là đầy đặn và phải gọi là cực kỳ tinh tế. Nghe nó cảm giác rất là thật và rất là gần gũi nữa. Thì Hải Sơn cũng muốn chia sẻ cái phối ghép này đến cho các bác đang tham khảo về cái model loa này. Sản phẩm hiện đang có tại Thiên Hào Audio, số 5 ngõ 198, phố Thái Hà, Hà Nội. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.